Có cái nguyên tắc vàng trong giao tiếp ấy, đấy là hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn được đối xử. Nhưng mà học DISC xong ấy thì nó có một cái nguyên tắc kim cương trong giao tiếp. Đấy là hãy đối xử với người khác theo cách mà họ muốn được đối xử. Ứng dụng DISC trong giao tiếp. Cái người nhóm D người ta có nhu cầu khác, người nhóm S có nhu cầu khác, người nhóm Y khác và người nhóm C khác, đúng không các bạn? Ví dụ như này. Có một cặp vợ chồng này. Cô vợ thì cô là người nhóm Y, cô rất là thích đi chơi. Còn anh chồng là người nhóm D. Thế một hôm cô mới gọi về cho anh chồng, cô bảo là: "Anh ơi, lâu lắm rồi vợ chồng mình không đi nghỉ mát rồi. Anh sắp xếp đi nghỉ đi." Ông mà điên à? Đi cái gì mà đi? Thế là không đi. Nhưng mà học DISC xong ấy các bạn, thì về điện cho chồng, nói chuyện với chồng như này: "Anh ạ, đợt này em thấy trong Nha Trang bất động sản đang tốt phết đấy. Con Huyền nó mua được mấy lô, thì anh xem sắp xếp vào xem vợ chồng mình xem một vài lô, tiện thể thì nghỉ ở trong đấy một hai hôm luôn." "Ok, thế thì đi." Thì đấy, khi mà chúng ta hiểu cái nhu cầu, hiểu cái cách giao tiếp với từng nhóm, thì chúng ta sẽ biết cái cách giao tiếp tốt hơn. Thì cái người D là người ta tập trung vào mục tiêu, đúng không các bạn? Không tự dưng mà làm những cái việc gì mà nó không có đích cả. Cái gì cũng là mục tiêu hết. Đấy, hay có một cái câu chuyện như này. Tức là có một chị kể là chị thì thuộc cái nhóm D, còn con thì thuộc nhóm S. Tức là từ trước đến bây giờ là tất cả những cái việc gì đó trong nhà, trong gia đình, con mặc cái gì, ăn cái gì, đi đâu chơi, làm việc gì là chị quyết tất. Chị quyết hết luôn. Đến chị nghĩ như thế là tốt cho con. Thế học DISC xong về chị mới hỏi con là: "Con ơi, hôm nay muốn ăn gì mẹ nấu?" Thì đứa con nó nhìn bà mẹ giống như kiểu Bồ Tát ấy. Nó chưa bao giờ, từ bé chưa bao giờ được cái cảm giác đấy. Bởi vì các bạn biết là cái nhóm S ấy là cái nhóm mà rất là dễ chấp nhận, đúng không? Có khi mẹ nó cho ăn món gì nó cũng ăn, cho mặc cái gì nó cũng mặc. Nó quen với cái việc là chiều lòng người khác rồi. Cho nên là nó kể cả có không ngon, có không thích thì nó cũng không phản ứng. Đấy, nhưng mà hôm nay nó được mẹ nó hỏi là: "Thế con muốn ăn gì?" Thì nó tự dưng là cảm thấy là tình cảm mẹ con nó tốt đẹp hơn rất là nhiều. Thế DISC nó đơn giản thế thôi các bạn, giao tiếp nó đơn giản thế thôi. Thì cần đôi khi nó là một vài cái câu nói thôi, nhưng mà nói trúng cái nhu cầu của người khác thì người ta sẽ cảm thấy là thích mình hơn. Cái nhóm D này với nhóm D này, giao tiếp với nhóm D này, thì nhóm D ấy, chúng ta phải hiểu là cái mục đích, cái mục tiêu của họ là họ mong muốn trở thành số 1. Nên là khi ta giao tiếp với họ ấy, thì ta chỉ cách cho họ thấy cái cơ hội chiến thắng. Chỉ cách cho họ thấy cơ hội chiến thắng, đề cao họ trong giao tiếp. Đặc biệt với nhóm D là phải đề cao trong giao tiếp nhé. Ví dụ gặp họ lại bảo là: "Ui cái này anh thế chắc là anh chưa có kinh nghiệm rồi, hoặc cái này thế thì anh không biết rồi." Thì họ không thích mình. Tiếp cái thứ hai nữa là những cái người nhóm D này họ suy nghĩ rất là logic. Cho nên là khi chúng ta trình bày, rất là tập trung, rất là ngắn gọn. Và đặc biệt là làm việc với người nhóm D này, các bạn phải phản hồi với họ nhanh khi họ cần thông tin. Phản hồi nhanh. Nhóm này nó rất thích làm việc với những người phản hồi nhanh. Ví dụ như sếp bảo nhân viên là: "Em làm cho anh cái báo cáo, xem là sắp tới chúng ta chuẩn bị triển khai ba cái dự án đấy, thì xem là trên thị trường nó có những cái đối thủ cạnh tranh nào." Thì thông thường là nhân viên là sẽ báo cáo hết cho sếp, tức là đi gom thông tin rồi làm một cái báo cáo chi tiết gửi cho sếp. Thì nó có thể nó sẽ mất thời gian. Nhưng nếu như bây giờ các bạn hiểu điều này rồi ấy, thì các bạn sẽ làm cái thời gian nó ngắn hơn, ít thông tin hơn cũng được. Đấy, và cập nhật cho sếp thường xuyên. Tức là các bạn không đợi là bây giờ mình phải gom đủ thông tin của 3 dự án, 5 dự án mình mới báo cáo sếp. Mà bây giờ có thể là 1-2 thông tin gì đấy là mình gửi luôn. Bảo anh đây em tìm được cái thông tin của dự án như này, bây giờ em gửi cho anh xem trước, còn em vẫn đang làm hai cái kia. Thì cái cách xử lý như thế người ta rất là thích. Hay với khách hàng cũng thế đấy. Người ta rất là thích xử lý nhanh. Cho nên là chúng ta phải cập nhật thông tin nhanh. Cái thứ ba nữa là họ muốn có những cái số liệu chính xác. Cho nên là việc của chúng ta khi làm việc với người nhóm D ấy là phải cung cấp số liệu cho họ. Cái thứ tư ấy, đấy là nhóm này họ rất là
phấn đấu đến kết quả, cho nên là chúng ta phải nói cái thời hạn để đạt cái kết quả đấy và nói được cái sự ủng hộ của mình. Tiếp theo là nhóm này nó thích à? Thích được tự lựa chọn, cho nên là mình cho họ lựa chọn trong phạm vi cho phép, cho họ lựa chọn trong phạm vi cho phép. Ví dụ như này, đừng bảo là anh ơi hôm nay anh phải ở nhà trông con, mà là bây giờ hoặc là anh ở nhà trông con, hoặc là anh đưa con về nhà bà ngoại thì bà ngoại trông cho. Thế cho họ cái sự lựa chọn. Tiếp này, cái nhóm D ấy, là cái nhóm mà muốn người khác chú ý đến thành tích của mình. Nên là khi chúng ta khen ngợi họ ấy, thì khen ngợi những cái thành tích của người nhóm D, khen ngợi vào thành tích, khen những cái thành tựu họ đã được đạt được, kể cả là giải nhất cầu lông của trường thôi chẳng hạn, vô địch bóng đá của xóm, của công ty thôi chẳng hạn, hay là hoa khôi của lớp thôi chẳng hạn. Thì đấy là những cái thành tựu chúng ta ghi nhận và những cái thành tựu để khen vào những cái thành tựu ấy. Nó khác với cái nhóm Y nhá. Tí nữa chúng ta sẽ trao đổi. Nhóm Y là cái nhóm mà họ thích nói về bản thân, cho nên khi mà khen nhóm Y thì chúng ta tập trung khen vào bản thân họ. Còn nhóm D là chúng ta tập trung khen vào những gì họ đã hoàn thành. Tiếp, nhóm D là họ cần được gánh vác trách nhiệm, cho nên là chúng ta hãy để họ lãnh đạo khi thích hợp và đưa ra các chỉ tiêu. Để họ lãnh đạo khi thích hợp, đưa ra chỉ tiêu. Ví dụ bảo là, đấy em thấy nhà con Hoa nó xây nhà 3 tầng đấy. Theo anh thì khi nào thì mình xây được nhà giống nó? Thì đấy là đưa ra chỉ tiêu đấy các bạn. Cho họ những cái mục đích, chứ đừng có bảo là chồng em ra trưởng lắm. Chồng ra trưởng là chẳng qua là chúng ta chưa biết là khai thác họ thôi. Và một cái nữa của cái người nhóm D đấy là họ rất là thích áp đặt. Cho nên là chúng ta trước khi mà chúng ta phản ứng với họ thì chúng ta cần phải đồng thuận trước. Đồng thuận trước khi đưa ra thông tin. Ví dụ có một ông chồng nhóm D, ông đi học cái lớp như này về xong, ông bảo là buổi hôm nay đi học lớp hay lắm, sắp tới anh sẽ đăng ký thêm khóa nữa 500 triệu để học. Vợ bảo ui làm gì có tiền, không học đâu, nhà mình làm gì có tiền mà học. Mà càng bảo ông càng không học, càng bảo ông không học được đâu thì ông càng thích làm ngược lại, càng chứng minh cho thấy là vẫn học được. Nên cái cách của chúng ta ở đây là cần đưa ra những cái thông tin, cái sự đồng thuận trước khi đưa ra cái phản ứng của mình. Đồng thuận ở đây bằng cách nào? Bằng cách mà ok anh học những cái chương trình đấy thì rất là tốt rồi, em thấy rất là hay. Thế nhưng mà bây giờ anh phải xem kỹ xem là cái chương trình đấy nó đã thực sự phù hợp chưa, cái thầy đấy đã rất đúng cái chương trình mà chúng ta cần chưa. Đấy, với cả anh xem thì mình có thể là học từ những cái khóa nhỏ lên trước để mình xem mình có phù hợp với thầy đấy không, phù hợp với chương trình đấy không. Rồi anh tìm hiểu xem là những cái phản hồi, những cái phản ứng của các bạn học viên trước các bạn học các bạn thấy thế nào. Rồi anh xem là còn cái thầy khác mà lựa chọn nó tốt hơn không. Thì đến lúc đấy anh hãy ra quyết định để anh đi học. Thì như thế là chúng ta đưa ra những cái thông tin trước khi mà phủ định họ. Thì đặc biệt với cái người nhóm D là chúng ta phải giao tiếp như thế nhau.